A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày mùng 1 đầu tháng. Huynh đệ của mình buổi sáng thì mình phát cà ri chay, buổi chiều của mình thì mình đi phóng sanh ở ngoài cửa sông ha. Chiều nay thì huynh tỷ của mình là thả hơn 300 kg cá trê, rồi cá ngát, ba bầu cùng với rùa, con bao rùa ha. Mình đi ra ngoài chợ mình thấy thì mình cứu nha. Có cứu được gì cứu trong khả năng của mình thì mình làm ha. À, với một bao ốc nữa, bao ốc 10 kg, hơn 10 kg nha quý vị. Nhân đây thiện nhân cũng xin chia sẻ với huynh đệ một chút xíu về cái việc phóng sanh của mình. Thì huynh đệ làm việc với thiện nhân đó và huynh đệ biết rồi đó. Thiện nhân thường hay đi ngoài đường và mình thấy gì mình thả cái đó, thì cái đó nó đúng pháp hơn. Và trong khả năng của mình làm gì được thì mình làm. Có một số huynh đệ chuyển tiền cho thiện nhân xong rồi nói là: huynh ơi, huynh đi thả cho mụ liền, rồi đi thả cho em liền đi, gấp lắm rồi. Bây giờ là em chuẩn bị là em đang trên bàn mổ, hoặc là em đang bị cái này kia là phải thả liền này kia nọ. Thì cái đó là không có đúng pháp nha quý vị. Thật sự mà nói á, khi mà thiện nhân nhận được cái tin nhắn như vậy á, là có những khi thiện nhân xin lại số tài khoản để thiện nhân trả lại. Bởi vì nhân quả nó cần phải có một cái thời gian, trồng cây là nó cần phải có thời gian để nó lớn rồi nó mới có trái được, chứ không thể nào mà làm cái là được liền hết. Cái đó là tà kiến đó. Và thật sự là trong cái công tác phóng sanh của thiện nhân, có đôi khi thiện nhân thấy là mình vẫn có nhiều cái bất cập, chưa có làm được trọn vẹn, và có khi là không có đúng pháp. Cho nên có một cái gì đó mà nó không đúng thì mong huynh đệ góp ý cho thiện nhân, quan hệ chia sẻ với thiện nhân ha. A Di Đà Phật. Và cứ mỗi lần phóng sanh như vậy á quý vị biết không, thiện nhân lúc nào cũng mở máy niệm Phật hết để cúng dường khắp hư không pháp giới và gieo duyên đến với tất cả những chúng sanh ở gần đó, những con vật nào dù lón thoáng nghe bên tai thôi mình cũng thầm chú nguyện và mong mỏi cho tất cả mọi người ai nghe được cái tiếng niệm Phật đó cũng đều gieo duyên lành được với Phật đạo, gieo duyên lành được với sự giải thoát của chính bản thân mình. A Di Đà Phật. Kính chúc cho quý huynh tỷ thật là nhiều sức khỏe, an lạc và tinh tấn trên con đường tu tập của mình.